Liên quan đến vụ lột ống ngược chơi trò chơi ở bãi biển Cửa Lò, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính người tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách ở bãi biển Cửa Lò. Theo đó, người này đã vi phạm lỗi ở Nghị định 144 về hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hóa thể thao nơi công cộng. Mức xử phạt hành vi này từ 300 đến 500 nghìn đồng. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip khoảng hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm du khách chơi team building trên bãi biển Cửa Lò có những hình ảnh phản cảm. Một số chị em phụ nữ đã lột cả áo ngực để chơi trò chơi tiếp nước.